Tiếp tục thực hiện chuyên đề của Bộ Công an về tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện ô tô xe máy sử dụng thức uống có cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động áp dụng nhiều phương thức mới, tăng cường thêm nhiều tổ tuần tra phối hợp cùng với các tổ chuyên đề để đảm bảo trong quá trình dừng phương tiện không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phương án này cũng hạn chế tối đa việc các đối tượng vi phạm đột ngột quay đầu bỏ chạy khi phát hiện có tổ công tác trực phía trước. Thiếu tá Vương Đình Huỳnh, đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết, 2 tháng trở lại đây, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã giảm nhiều, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp người dân chủ quan. Trong số 5 trường hợp bị đội cảnh sát giao thông số 4 xử phạt chiều ngày 29 tháng 5, có 3 trường hợp vượt mức kịch khung. Có trường hợp vi phạm lấy lý do vì thời tiết nắng nóng quá nên đã uống một cốc bia để giải nhiệt. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 4, những trường hợp sử dụng thuốc sâu răng, siro hay nước súc miệng khiến máy đo nồng độ cồn cho kết quả sai là rất hiếm. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo độ chính xác và không xử oan cho người dân.